Hello, kính chào chị em nhà tư. Rất vui lại được gặp lại chị em trong một buổi live stream hàng tuần, chiều thứ bảy hàng tuần thì em sẽ lên trò chuyện của quý anh chị, lọc cái cổ phiếu, các cổ phiếu trong tuần mới thì chúng ta săn cái điểm vào anh chị nhá. Chúc mọi người xem live vui vẻ và hiệu quả. Anh chị em xem live thì nhớ để ra vài giây để like ủng hộ xem đại nhá. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Mặc dù là cái khung giờ này nó tương đối là lỡ cỡ, đó là vào cái khung 1 giờ trưa, anh chị em mà thường là đang nghỉ trưa nhưng mà vẫn rất là ủng hộ em Đại trong suốt giai đoạn vừa qua. Anh chị nhớ like nhé, anh chị nào chưa subscribe kênh thì nhớ subscribe kênh để ủng hộ em Đại, ủng hộ đội ngũ anh chị nhá. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Thì tuần trước cũng chia sẻ với anh em một số cổ phiếu khá là ok đúng không ạ? Xin lỗi mọi người nha. Có một cuộc điện thoại. Ok, hy vọng là những chia sẻ của em Đại cho anh chị em có góc nhìn khách quan anh chị nhá. Thì tuần trước cũng chia sẻ với anh em một số cổ phiếu của nhóm, nhất là nhóm phân đạm đúng không ạ? Phân đạm thì cả tuần, giữa tuần thì nó lình trình nhưng mà cuối tuần nó tăng khá là ok đúng không ạ? Anh chị em mà có phân đạm thì comment lên nhá. Anh chị em mà có phân đạm không? Chứng khoán thì tuần trước nữa rồi, tuần vừa giờ thì là phân đạm đúng không ạ? Đó, chia sẻ với anh em là phân đạm đạm Phú Mỹ, đạm Cà Mau rồi lát tuần trước là hôm mùng 2 tháng 9 cũng chia sẻ với anh em rồi đúng không ạ? Mùng 2 mùng 3 gì đó trước cái hôm mà bắt đầu giao dịch trở lại đó. Đây view qua một chút về cái nhóm này. Đâu rồi. Anh em check cho em xem là âm thanh hình ảnh đã ok chưa? Nếu ok thì anh chị comment số 1 nhá. Mà tự nhiên là đâu mất rồi nhỉ? Đây là phân bón hóa chất đúng không? À, phí với anh em đạm Phú Mỹ đúng không? Đấy, chuẩn bị vượt đỉnh cái là bây giờ nó ngon rồi. Báo anh em mua được cây này này, cây này hay cây này gì đó. Đó. Thì hàng đã về rồi nhá. Nói chung là cái nhóm này nó đều ngon hết rồi. Đức Giang thì khó mua, Đức Giang thì vừa giờ là không báo anh em mua nữa vì nó đã chạy mất rồi. Chỉ báo anh em mua đạm Phú Mỹ này và một phần là lát. Em nhớ là còn lát nữa. Lát cũng nói với anh em về con lát này. Cuối tuần vừa giờ thì nói về DDV. Cái viên hôm chạy mạnh nói về DDV. Anh em nhớ like nhá, mọi người có câu hỏi thì mình chat nhá. Ok, view qua thế giới một chút à. Đầu tiên là Dow Jones này, Dow Jones kết cái tuần vừa giờ thì nếu mà xét về nến tuần thì vẫn là một cái nến rung lắc, chưa có cái điều gì là quá là xấu quá. Sau khi và bật qua cái vùng này thì có cái dấu hiệu test lại. Và 2 cái tuần vừa qua thì chủ đạo là tuần rung lắc. Xu hướng chung về mặt ngắn trung hạn thì vẫn là xu hướng tăng. Trên khung daily thì 3 4 phiên vừa qua thì cũng chủ đạo là rung lắc thôi, chạm cái đường Kijun 65 bật tăng là cũng là cái điều khá tích cực đối với Dow Jones anh chị đó. Giá dầu thế giới trong cái tuần vừa qua cũng là một cái điểm sáng khi mà giá dầu vượt cái đỉnh trong ngắn hạn, ở đây là vượt cái đỉnh vùng 83 84 đô. Và theo đó là nhóm dầu khí trong cái tuần vừa qua cũng vận động khá tích cực anh chị nào. Vận động tương đối tích cực đối với nhóm dầu khí và chủ đạo ở đây là một số cổ phiếu như là BSR. BSR có một pha
tăng tốc rất là tốt trong ngắn hạn, khoảng tầm 15% trong khoảng tầm 2 tuần vừa qua, nó một cái nhịp tăng. Nên đánh giá với BSR là một nhịp tăng khá đột biến, trong suốt khoảng tầm nửa năm vừa qua BSR mới có một cái nhịp tăng kiểu như vậy. Về dầu khí thì tạm thời giá dầu vẫn đang neo ở mức tương đối cao, thì khả năng rất là cao, thì không phải chỉ bây giờ em chia sẻ với anh chị em mà từ cái thời điểm mà nó đã vượt vùng 73, 74 này đã chia sẻ với anh em là khả năng giá dầu thế giới có cái nhịp tăng ở trong ngắn trung hạn và tiệm cận lại cái vùng 100 đô, thì hiện tại đang quanh quanh 87 đô rồi, có thời điểm cao nhất đang là quanh 89 đô. Bitcoin ở trong cái tuần vừa qua thì vẫn đang chủ đạo rung lắc, sau một số phiên tuần trước thì có cái nhịp tăng lên về cái vùng 28.000 đô, nhưng mà sau đó nó điều chỉnh trở lại và lại quay trở lại một cái vùng nền tích lũy. Cái vùng nền này nó tạo ra cái vùng tích lũy cách đây khoảng tầm 3-4 tháng trước đấy chị ạ. Đó, nên khả năng rất là cao thì với Bitcoin thì nó vẫn đang trong một cái biên dao động với hỗ trợ là vùng 25.000 và vùng kháng cự là 28.000 đô. DXY trong cái tuần vừa qua cũng là một cái tín hiệu nó tương đối bất ngờ, khi mà nó chạm cái vùng đỉnh cũ, có một nhịp điều chỉnh nhẹ test lại cái run và tiếp tục phá đỉnh đi lên. Hiện tại thì nó tiệm cận lại cái vùng đỉnh cũ của cái giai đoạn trước và đã phá được cái vùng nền này rồi, phá được cái vùng nền này rồi. À, đây là một cái tín hiệu nó không được tốt lắm cho chứng khoán thế giới, đúng không ạ? DXY khả năng rất là cao, thì nếu mà tiếp tục phá cái đỉnh này nữa thì có thể nó quay trở lại một cái xu hướng tăng ở trong trung hạn luôn. Xu hướng tăng ở trong trung hạn là một cái xu hướng như thế này đánh giá là tương đối mạnh. À, hiện tại trong khung tuần nó đang có một cái mây khá là lớn, khả năng tương đối cao là tích lũy thêm. À, trước khi có diễn biến mới, Tenkan Kijun thì vẫn đang hướng lên rồi. USD VND, cái tỷ giá của Việt Nam đồng trong những cái tuần vừa qua được sự chú ý rất là lớn của cái nhóm nhà đầu tư ở trong nước. Thì tuần vừa giờ thì USD VND thì vẫn đang neo ở cái mức tương đối cao. Tuy nhiên thì mặc dù là DXY phá cái đỉnh cũ ở trong ngắn hạn, nhưng mà USD VND thì vẫn đang neo ở cái mức cũng không phải quá lớn. Hiện tại đang là vùng 24.050 đồng. 24.054 đồng. Đó. Tenkan Kijun thì đang hơi tách ra, khả năng rất là cao thì nó lại tiếp tục tích lũy thôi. Với cái biên hỗ trợ là phía dưới này là vùng 23.700 và kháng cự là vùng 24.200. Một số cái chỉ số khác của thế giới trong tuần vừa qua thì cũng tương đối là ổn, như kiểu là Nikkei 25 thì sau một cái nhịp tăng rất là mạnh về mặt ngắn trung hạn, cái giai đoạn cách đây khoảng tầm 3-4 tháng tăng rất là mạnh, thì khoảng tầm 2-3 tháng vừa qua nó chủ đạo tích lũy đi ngang, chủ đạo tích lũy đi ngang với một cái biên dao động nó tương đối là hẹp, nhìn chung là tương đối hẹp, đúng không ạ? UK thì nhìn chung là không được đẹp như Dow Jones, UK không được như Dow Jones. Hiện tại thì UK vẫn đang trong một cái biên dao động, nhưng mà cái đáy thì phẳng, nhưng mà cái đỉnh thì lại đang càng dần càng thấp xuống. Cái đáy nó đang phẳng như này chứ. Đáy gần như là phẳng, đúng không ạ? Còn là đỉnh gần như đang thấp xuống. Trước khi có diễn biến mới, nếu nó chạm đường trên này nó bật xuống thì có thể nó tạo ra cái mô hình tam giác hướng xuống, và nếu nó bất kỳ nó phá một cái cạnh nào của tam giác này thì có thể nó sẽ có một tín hiệu mạnh. Đó là UK. UK 100. Ok, đó là các chỉ số thế giới. Nhìn chung trong cái tuần vừa qua thì Dow Jones thì tạm thời cũng chưa có diễn biến gì quá là mới, nhìn chung nó vẫn rung lắc. Giá dầu thì tương đối tích cực, nên là nhóm dầu khí thì cũng được hưởng lợi. DXY thì phá đỉnh đi lên. Rồi là UK, Nikkei thì bình thường, UK thì hơi xấu một chút, vẫn đang trong một cái trend nó tương đối là không được ổn cho lắm. Không quá xấu nhưng mà nó không được quá ổn, đúng không ạ? Ok. Bitcoin thì vẫn đang tích lũy. Giá vàng thì vẫn đang trong một cái trend hướng xuống, chị các, vẫn đang trong một cái trend hướng xuống. Đó, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp đáy trước. Đó, hiện tại đang cố gắng tạo một cái đáy bằng này, nhưng mà nếu nó phá cái đáy này xuống thì nó có thể chạm đường trend line này. Và nhìn chung nó đang trong vẫn đang trong một kênh xuống, chị các, kênh song song hướng xuống. Đó. Ok, đó là các chỉ số thế giới. Anh chị em đang xem live thì nhớ để like vài giây thì like ủng hộ cho em nhé. Anh em có câu hỏi thì cứ để phần khung chat, thì sau khi view qua thị trường và lọc ra những cái cổ phiếu của các nhóm ngành thì xem lẫn vào đó em sẽ chia sẻ câu hỏi cho anh chị em nhé. Ok. À, hôm nay em sẽ chia sẻ với anh chị em một chút về kiến thức đó, tí nữa chia sẻ với anh em nhé, view qua một chút về các đường trung bình thôi. Nói chung là cái này thì em cũng nói nhiều rồi, hôm nay nói nó kỹ hơn một chút để cho anh em tham khảo thôi. Anh em mà chưa biết thì tham khảo nhé. Ok, quay trở lại với thị trường của chúng ta này. Chúng ta kết tuần rồi, chúng ta nhìn một cái nến tuần trước xem như nào nhé. Nếu chúng ta nhìn cái khung đồ thị tuần, trên khung đồ thị tuần thì VN-Index vẫn là một cái xu hướng tăng, đúng không ạ? Tenkan Kijun đã vượt lên được mây,
giá vượt lên đường mây, nó là quay trở lại cái xu hướng tăng rồi, và xu hướng tăng này nó kéo dài suốt từ khoảng tầm 4 5 tháng vừa qua. Và cái thời điểm mà team em Đại và anh em trong team đã cho anh em bắt từ khá là lâu rồi, từ tháng 3, tháng 4, tháng 5, thì hiện tại cái xu hướng đó nó vẫn đang được duy trì. Tuy nhiên thì chúng ta thấy ở trong khoảng tầm 1 tháng trở lại đây, khoảng 4 5 tuần trở lại đây thì cái động lực tăng của thị trường nó đang có những dấu hiệu suy yếu khi nó tiệm cận lại cái vùng đỉnh cũ. Rất là gần cái vùng đỉnh cũ, cái thời điểm tháng 8 tháng 9 năm ngoái là quanh 1260, 1280 thì đã có xuất hiện những cái lực bán. Chúng ta thấy ở đây những cái cây nến có thanh khoản khá là lớn cái đây khoảng tầm 4 5 tuần. Thì hiện tại cái tuần này nó đang tiệm cận lại đúng cái vùng đó. Cái vùng trước đó có thanh khoản rất lớn. Anh em thấy cái tuần đầu tháng 8 này và cái tuần thứ hai của tháng 8 là cái tuần mà cái thanh khoản lượng hàng ở đây nắm rất là lớn. Thì tuần này tiệm cận lại cái vùng này thì đã bắt đầu xuất hiện những cái lực bán. Mặc dù là thanh khoản tuần này có dấu hiệu cải thiện hơn tuần trước. Tuần vừa giờ là tuần đâu đó là cũng cái số phiên cũng bằng tuần trước, đúng không ạ? Nhưng mà khối lượng thì lớn hơn. Thứ hai thì giá không tăng được nhiều, chứng tỏ cái áp lực bán nó cũng gia tăng. Áp lực bán gia tăng khi tiệm cận lại cái vùng đỉnh cũ. Chị nào? Thứ hai, nếu chúng ta nhìn trên khung đồ thị ngày thì trong suốt khoảng tầm gần 2 tuần vừa qua thì VN-Index đã có một cái nhịp tăng nó tương đối là mạnh. Đấy, từ cái vùng 1150 mà team đã cho anh em bắt đáy, đúng không ạ? Bắt đáy khá là nhiều cổ phiếu vùng 1150, đến thời điểm hiện tại nó mới bắt đầu xảy ra những cái nhịp rung lắc, đúng không ạ? Nhịp rung lắc ở trong ngắn hạn. Thanh khoản chúng ta thấy ở hai cái phiên gần đây nhất là tương đối là mạnh. Đấy. Tương đối là mạnh, chứng tỏ là áp lực bán nó gia tăng. Chúng ta nhìn cái mô hình nến thì chúng ta thấy cái cây nến ngày hôm thứ năm, đúng không ạ? Là cây nến có một cái nhịp tăng lên rất là lớn quanh cái vùng 1155 và sau đó là bán bị bán cụt đầu. Và đến ngày hôm thứ sáu cũng tương tự có một cái nhịp tăng ngay trong phiên, nhưng một cuối phiên thì đâu trên tương đối dài đóng nến, thì mặc dù là nến doji nhưng mà đóng nến cũng có thể nói là cũng gần như là thấp nhất phiên. Cũng là một cái tín hiệu ở trong ngắn hạn là áp lực bán nó vẫn đang có, có thể chưa thể kết luận được là nó có thể gãy mạnh hay là gãy nhẹ, nhưng mà chúng ta có thể kết luận một điều là áp lực bán ở cái vùng hiện tại này cũng đang có, chị nào? Áp lực bán là đang có. Nếu mà nhìn về Ichimoku ở trên khung daily, chúng ta thấy ở đây Tenkan, Kijun đang tách tương đối xa nhau. Và cái đường Kijun này nó đang flat, tức là cái đường trung bình của nhóm nhà đầu tư đang nắm trong một tháng vừa qua. Cái đường màu đỏ đây là cái đường Kijun nhá. Trung bình của 17 phiên nó loanh quanh tầm một tháng, nó đang ở cách cái vùng giá hiện tại là tương đối xa, hiện tại đang là 1200. Và cái giá của chúng ta, cái chỉ số của chúng ta đang là 1240, tức là nó cách khoảng tầm 40 điểm. Tức là nó đang cách khá là xa cái vùng cân bằng. Và cái đường Tenkan cũng như vậy, cái đường Tenkan của chúng ta đang ở quanh vùng 1120, 1115. Và hiện tại giá là 1140, tức là cách khoảng tầm hơn 20 điểm. Tức là trong một cái vị thế ngắn hạn mà giá nó cách xa những cái đường trung bình thì khả năng rất là cao nó sẽ có những cái nhịp rung lắc hoặc là tích lũy đi ngang để đợi hai cái đường trung bình nó đi lên, hoặc là phải điều chỉnh về những cái đường cân bằng này để lấy lại một cái nhịp tăng mới. Đó. Nên là cái kịch bản khả dĩ ở trong những cái phiên tiếp theo hay là những cái tuần tiếp theo thì VN-Index khả năng rất là cao sẽ có những nhịp tích lũy, kịch bản tích cực là tiếp tục tích lũy ở đây. Tích lũy ở đây, thứ nhất tích lũy để hấp thụ hết cái lượng hàng ở quanh cái vùng đỉnh cũ của giai đoạn trước. Ở đây nó tạo được hai đỉnh, thậm chí là ba đỉnh. Nếu quanh vùng này chúng ta có thể thấy là ở đây là hai đỉnh đến ba đỉnh. Thứ hai là hấp thụ hết cái lượng hàng mà nhà đầu tư mua ở những cái vùng dưới này, lên trên này là cái khoản lợi nhuận đâu đó cũng khá là nhiều rồi. Chị nào? Lợi nhuận ở đây nếu mà chúng ta bắt ở những cổ phiếu đúng, ví dụ như nhóm chứng khoán như là thép, như là bất động sản, thì lợi nhuận nó khoảng tầm 15-20, thậm chí có những mã là 30% từ cái vùng 1150, 1170 đến cái vùng hiện tại. Nên là vị thế ở trong ngắn hạn thì anh em về mặt thị trường, anh em phải quan sát thêm xem là những cái phiên tiếp theo. Hiện tại thì hai cây nến gần nhất đã có tín hiệu bán nó tương đối là rõ, anh chị nào. Chúng ta tính nữa chúng ta còn nhìn cái khung H1 nữa. Thì tạm thời như vậy chị nào. Đấy, ở đây anh em hay nói là cái đường Kijun flat này. Đấy, Kijun flat. Nhưng mà một cái điểm sáng khác về mặt ngắn trung hạn đó là cái đường Tenkan ở trên khung daily nó đã cắt lên cái đường Kijun. Là cái đường trung bình nhỏ nó cắt lên cái đường trung bình lớn, nó là một cái tín hiệu tích cực ở trong ngắn hạn cho một cái xu hướng là nó vẫn diễn biến cho một cái xu hướng tiếp với xu hướng trước đó. Đấy, đây này. Cái xu hướng trước đó thì chúng ta thấy này, ở những cái thời điểm chỗ này là bắt đầu Tenkan cắt lên Kijun. Đấy, là bắt đầu nó duy trì. Sau đó là những cái đường ví dụ như chỗ này, Tenkan cách xa Kijun và giá cách xa là Kijun thì nó sẽ có những chiều hướng nó kéo về. Đấy, nó kéo về. Đấy, chỗ này nó cũng kéo về đúng không ạ? Đấy, thì chỗ này cũng vậy, thì nó cách xa rồi thì nó phải có xu hướng kéo về. Nhưng mà nó kéo về để nó lên tiếp.
chị nhá. Nên là vị thế anh em nào mà đã nắm được ở những cái vùng giá tốt, ví dụ như anh em bắt thời điểm trước cách đây khoảng tầm 4 5 tháng, cái thời điểm tháng 3 tháng 4 đã cho anh em bắt thì anh em nắm chung dài hạn vẫn thoải mái. Cái điểm thứ hai mà anh em bắt cách đây khoảng tầm 2 đến 3 tuần là quanh vùng 1150 1160 thì anh em vẫn có thể nắm giữ nếu mà anh em chịu được rung lắc khoảng tầm 15 20 điểm gì đó. Còn vị thế anh em cầm tiền mua mới thì anh em phải hết sức cẩn trọng ở trong cái nhịp ngắn hạn này. Anh em nhá. Phải anh em phải hết sức cẩn trọng ở trong những ngắn hạn này. Đó, đó là cái vị thế ở trong ngắn hạn này. Em view qua một chút về cái khung H1 nữa để chúng ta thấy nó cái trạng thái nó như thế nào. VN Index H1. Đây là khung H1 thấy chưa? Đây là khung H1. Khung H1 thì chúng ta thấy sau một nhịp tăng, đó, một nhịp tăng từ cái thời điểm chúng ta đang tạm tính cái thời cái nhịp tăng này nó từ cái vùng 1170 vì lúc đó là bắt đầu giá nó bắt đầu nó vượt lên được cái đường Tenkan lẫn Kijun ở trên khung H1. Và đến cái thời điểm gần nhất cái đến kết cái đến phiên ngày hôm qua thì VN-Index đã mất đi cái đường Tenkan và đang ngấp nghé có thể mất cái đường Kijun ở trên khung H1. Và chưa một lần nào nó từ cái thời điểm này. Chưa lần nào nó mất anh em nhé. Cái điều thứ hai đó là nó cách khá là xa cái vùng cân bằng là cái đường màu vàng, cũng chính là cái đường Tenkan Kijun ở trên khung daily. Thứ ba là RSI ở trên khung H1 chúng ta thấy. Đó, H1 chúng ta đang có những cái dấu hiệu nó ở cái vùng quá mua và đang có dấu hiệu cắm xuống. Cái đường RSI đang cắt xuống cái đường MA và đang có dấu hiệu cắm xuống. Cũng là một cái tín hiệu và em cũng hay dùng những cái chỉ báo này để cảnh báo anh chị em. Cái giai đoạn trước cũng cảnh báo anh chị em nếu mà chúng ta anh chị em nào có nhớ cái thời điểm này này. Cái thời điểm RSI em có nói với anh chị em cái thời điểm này này. Cái cây nến ngày ngày mồng 1 tháng 8 đã cảnh báo với anh chị em. Đó, anh chị em mà có nhớ cái giai đoạn trước ấy, em có cảnh báo RSI ở khung daily này. Đấy, và giai đoạn đó đã báo với anh em và nếu mà anh em là có hàng có lãi thì canh bớt thả bớt tỷ trọng ở cái vùng ngày 1 tháng 8 và sau đó nó có một cú sập đấy. Thì thời điểm hiện tại nó cũng trên khung H1 cũng như vậy. H1 thì nó đại diện cho cái nhóm nhà đầu tư đánh T cộng. Đó, thì em đang nói câu chuyện là cho anh em là đánh T cộng là anh em là mua mới thì anh em cẩn trọng. Còn anh em nào mà đã mua được vùng giá tốt này, nếu nó chịu được rung lắc, anh em chịu rung lắc thì anh em vẫn giữ bình thường. Anh em nhé. Một cái điều nữa đó là với VN30 thì VN30 ở trong cái phiên ngày hôm qua hay một hai phiên gần đây nó nhìn nó xấu hơn khá là nhiều với VN-Index. Đó, VN30 này. Cái đến đây anh em nhìn so sánh nhá. VN-Index thì cái giá của ngày cái giá cao nhất của ngày hôm qua ấy, nó vẫn còn cao lên khá là nhiều. Nhưng mà với VN50 thì cái giá cao nhất nó không không ngóc lên được. Đó, và đóng nến gần như thấp nhất. Đó, gần như thấp nhất và cũng có xuất hiện cái Kijun Flat ở đây. Mà nhìn ở khung H1 thì với VN30 thì nó còn xấu hơn. VN30 trên khung H1 thì đã chính thức mất đi cái đường Kijun H1 em nhá. Và đây là lần đầu tiên nó mất. Đấy. Lần đầu tiên nó mất từ cái thời điểm mà nó tạo một cái nhịp có thể nói là cái nhịp tăng T cộng trong khoảng tầm 2 tuần vừa qua là từ cái thời điểm này. Đấy. Nên anh em bắt được đáy thì không nói nhưng mà bắt đầu tăng thì cứ tính là từ bắt đầu vượt được Kijun là từ đây. Đúng không ạ? Trong suốt một nhịp này là lần đầu tiên nó mất. Đó, RSI cũng tương tự. Đó là một cái dấu hiệu báo sớm, cái khung H1 nó sẽ là cái dấu hiệu báo sớm cho anh chị em đánh T cộng. Đó, anh em nhé. Về volume bán ở khung H1 của VN50 thì cũng có thể thấy là cái volume của cái cây nến H1 này nó đang khá là lớn. Anh em thấy hai cây nến H1 cuối cùng này đang khá là lớn và ngày hôm qua em có đăng lên Zalo cái team cái status của em trên Zalo và Facebook ấy cũng nhắn với anh chị em ấy là gọi là nước rút hay là xin rút đấy. Đó, nước rút hay là xin rút. Đấy, nên là anh em trong ngắn hạn anh em phải tuân thủ rất là chặt chẽ cái kỷ luật của chúng ta. Tuân thủ kỷ luật tức là chúng ta muốn mua thì chúng ta bây giờ phải mua phải ở một cái tín hiệu rất mạnh. Tín hiệu mạnh tức là như nào? À, cũng trong livestream cũng nhắc với anh chị em rồi, tín hiệu mạnh ở đây là thứ nhất nếu anh em bắt ở hỗ trợ thì anh em phải bắt ở những cái đường trung bình lớn. Anh em dùng MA cũng được, anh em dùng Ichimoku cũng được thì anh em phải dùng những cái đường trung bình lớn. Thứ hai nếu mà anh em đánh breakout thì anh em phải đánh ở cái chiến lược breakout tức là breakout nền, tức là nền tích lũy phải lâu thì mới đánh được breakout, còn nền tích lũy không lâu thì anh em không nên đánh breakout nhịp này em nhá. Đó, thì tiện đây là nói với anh em về một số cái đường trung bình. Lúc nãy có nói với anh chị em là chia sẻ một chút về cái kinh nghiệm và cái kiến thức về Ichimoku. Thì ở đây Ichimoku thì nó có những cái đường trung bình là cái đường Tenkan là cái đường trung bình của 9 phiên 9 nến
cái đường Kijun là đường trung bình của 17 nến, và hai cái đường là Kijun 65 và Kijun 129 nó cũng là cái đường trung bình của 65 nến và 129 nến. Thì một cái nguyên tắc đó là đường trung bình lớn thì nó sẽ mạnh hơn cái đường trung bình nhỏ. Đó, vì nó được cấu tạo bởi nhiều thời gian hơn, thì cái này là một cái nguyên tắc nó rất là đúng, đúng không ạ? Cái phương pháp nào cũng vậy thôi, những cái đường trung bình lớn nó chắc chắn phải mạnh hơn cái đường trung bình nhỏ. Thì cái nhịp này anh em phải bắt, nếu anh em có bắt tại hỗ trợ thì anh em phải bắt ở những cái đường trung bình lớn. Ví dụ như khung H1 thì anh em khó mà có thể bắt ở khung ở cái đường Kijun ở khung H1 được, mà anh em phải bắt ít nhất phải là cái đường Kijun 65 và Kijun 129 ở khung H1. Đó, anh em nhá, phải nhớ điều đấy cho em. Vì trong mỗi một cái giai đoạn thị trường mà nó có, nếu mà có nhịp điều chỉnh ấy, thì những cái đường hỗ trợ, những khung nhỏ ấy, nó sẽ rất là dễ bị điều chỉnh, nó rất bị dễ bị thủng qua. À, như những cái lần trước cũng vậy, nó thủng qua một phát một luôn đây, ví dụ những cái đường này em nhá. Nên là anh em phải chú ý cho em, những cái đường trung bình lớn nó đại diện cho những cái nhóm nhà đầu tư nắm dài, và thông thường những nhà đầu tư nắm dài thì họ sẽ ổn định hơn là những nhà đầu tư đánh T cộng. Thì chúng ta phải follow theo một cái dòng tiền lớn, một cái dòng tiền đánh trung dài hạn đấy, hoặc là anh em phải bắt tại những cái hỗ trợ. Hỗ trợ ở đây là hỗ trợ ở cái khung thời gian lớn, tức là cái đường trung bình lớn nó có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là ý nghĩa ở, nếu mà ở khung thời gian nhỏ thì anh em bắt ở cái đường trung bình lớn, hoặc là anh em phải bắt ở những cái đường trung bình của cái khung thời gian lớn. Đấy, khung thời gian lớn ở đây là khung thời gian tuần hay là khung thời gian tháng. Đó anh em nhá. Đấy, cái ý nghĩa của cái đường trung bình tạo nên, để tạo nên cái đường trung bình nó cần mất nhiều thời gian ấy, thì nó càng mạnh. Đấy. Thì có hai ý nghĩa là hoặc là khung thời gian nhỏ thì phải là cái đường lớn, hoặc là phải là khung thời gian lớn. Đó, anh em nhé, chú ý cho em ở cái tuần tới này, nếu mà anh em là muốn mua, còn anh em mà có hàng thì cứ hold thôi. À, nếu mà chưa có tín hiệu bán thì chúng ta cứ giữ bình thường. Nếu anh em sốt ruột, anh em có muốn bán thì cứ bán 1/2. Đó. Đó là một số cái chia sẻ của em về 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 thị trường, về cái chỉ số, nhất là VN30 đang có những cái dấu hiệu, nó có những cái dấu hiệu nó suy yếu ở trong ngắn hạn. Đó, suy yếu trong ngắn hạn. Cái vùng hỗ trợ gần nhất của VN50 là cái vùng gap này, là cái vùng đáy của cái này, là vùng 1239, 1240, mà mất 1240 nữa thì có thể nó chỉnh về sâu hơn là quanh cái vùng 1200 đấy. Nên là anh em chú ý cho em nhé, chú ý cho em những cái phiên tiếp theo. À, trên khung M15 cũng vậy này, cái nến mà những cái nến cuối cùng này đang xuất hiện cái lực bán tương đối mạnh, à, tương đối mạnh, và giá nó mất đi cái đường Kijun 65 rồi, còn mỗi cái đường Kijun 129 thôi. Đó, anh em chú ý cho em, nhất là V50. V50 thì cuối cuối phiên vừa giờ thì cũng cái áp lực tương đối mạnh, kể cả như là họ nhà Vin này đều giảm trên 2% cả, VIC mất hơn 2%, rồi một số cổ phiếu bất động sản, à, một số cổ phiếu ngân hàng cũng áp lực như là Techcombank, TPBank, rồi là STB, đó, FPT, hay là bên trên là CTG. Anh em nhớ những cái giai đoạn chỗ này cũng vậy này, cái cây đến MH1 này của cái giai đoạn trước khi nó có một cây sập ngày ngày 18 tháng 8 này. Này, ngày 17 tháng 8 này, đến đến ngày 18 tháng 8 là nó nhảy một gáp luôn này. Này, cái cây này cũng bắt đầu xuất hiện những cây đến volume bán lớn dần. Đúng không ạ? Này, hai cây này. Hai cây này là cây trước cây sập đấy nhá. Sau đó nó nhảy một gáp nó sập luôn rồi cây này. Đấy. Nên là anh em phải chú ý cho em, cũng bắt đầu mất cái run này. Đúng không ạ? Trước đó thì cũng suy yếu này, RSI cũng đã bắt đầu cắt xuống này. Đó, anh em nhá, chú ý cho em. Mọi người đừng đây này, cây này nhá. Cái này nó sẽ giống với cái đoạn này, nó đang khá là giống với cái này. Đấy, cẩn trọng không bao giờ thừa anh em nhé. Ok, đó là thị trường, chúng ta cùng view qua một chút về các nhóm ngành nhé. Ngân hàng thì sau cái nến này, cái nến ngày hôm thứ năm này tăng lên khá là sát cái vùng đỉnh cũ thì đang rung lắc trở lại. Đó, để vượt được cái đỉnh này thì cần phải tích lũy thêm nhé. Kịch bản là phải tích lũy thêm hoặc là điều chỉnh lại cái đường Kijun trên khung ngày này. Đó. Xét về mặt ngắn trung hạn thì nó vẫn tích cực nhé. Nó điều chỉnh khá là sâu về cái vùng cân bằng cái đường màu vàng tăng lên, nhưng mà trong ngắn hạn T cộng thì nó đang tiệm cận lại cái vùng đỉnh cũ. Đó, đang tiệm cận lại cái vùng đỉnh cũ. Dầu khí thì đẹp hơn nhé. Dầu khí đẹp hơn, nhưng mà để mua mới thì tương đối khó. Tiền căng Kijun cũng đang phải đang cách xa nhau rồi. Hóa chất thì báo anh em rồi đúng không? Hóa chất anh em có hàng thì hàng đã về hết rồi. Nên là chúng ta cứ hold thôi, khi nào có diễn biến mới chúng ta canh bán. Còn đã báo anh em từ tuần trước rồi. Từ mùng 2 tháng 9 đã báo anh em rồi đúng không?
mùng 2, mùng 3 thì anh em mua thì tuần hàng đã về hết rồi. Thép cũng báo anh em rồi đúng không? Thép Hoa Sen, Hòa Phát, Nam Kim, à, Tim thì đang nắm con Hoa Sen. Thì con Hoa Sen này cũng báo anh em mua rồi. Mua từ đây cơ. Đúng ạ. Mua anh em mua từ quanh 19 này. Thì bây giờ nó 22 là được 3 giá rồi thì anh em vẫn giữ thôi, được tầm loanh quanh tầm 15% rồi. Đúng không? 19 hay 2 là 3 giá. Rồi, loanh quanh 15%. Thì anh em vẫn giữ thôi, anh em nào mà là gọi là ăn non thì anh em hạ một phần thôi. Nhóm thép thì vẫn ok. Nhưng mà chỉ phù hợp với việc nắm giữ thôi nhá. Khó mua mới vì hai đường tên canh cái đã cách là sao rồi. Cách khá là xa nhau. Và trên khung tuần nó cũng đang có một cái vùng cản. Cái vùng cản này tương đối gần nên là cái việc mua mới là anh em phải chờ đợi thêm nhé, nên thêm cái điều kiện về mặt thị trường nữa, anh em chú ý cho em. Đó là thép này, công nghiệp, y quạng, bất động sản này. Bất động sản thì trên khung ngày thì nó bị ảnh hưởng khá là nhiều bởi ba cổ phiếu họ nhà Vin trong giai đoạn vừa qua, nên là xét về chỉ số chung thì nó vẫn đang trong một cái biên tích lũy hỗ trợ là cái đường màu vàng và kháng cự đường màu đỏ là đường Kijun 65 và Kijun 17. Khả năng rất là cao, nó vẫn tích lũy ở đây. Khi mà họ nhà Vin em đánh giá là nếu mà chưa có diễn biến mới thì khả năng cái chỉ số chung này nó vẫn chưa chưa khởi sắc trở lại được. Chỉ số chung của nhóm bất động sản nói chung này nó đang yếu hơn là thị trường chung rất là nhiều. Thị trường chung thì nó lên là đỉnh cũ trên này rồi, vượt được Kijun rồi, nhưng mà ông bất động sản thì vẫn long góp ở dưới này. Nhìn chung nó vẫn đang trong pha tích lũy thôi, chưa có một nhịp tăng nào đáng kể ở trong 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 khung daily cả. Và tác động chính là đến từ họ nhà Vin, anh em biết rồi, trong những phiên vừa qua thì VIC và Vinhome bị đảm khá là mạnh, ngày hôm qua thì có cả với cả VRE nữa. Nhóm vận tải biển thì tạm thời cũng khá là ok nhá. Vận tải biển thì nhìn chung là anh em giữ thôi. Bán lẻ thì cách đây khoảng tầm 3 tuần, 2 đến 3 tuần em đã nhắc với anh em rồi. Hiện tại thì anh em cũng chỉ nắm giữ được thôi. Tenkan Kijun cũng tách ra khá là xa nhau. Đó, mặc dù Tenkan cắt lên Kijun nhưng mà Tenkan Kijun đang tách xa nhau này là chứng tỏ là một cái tín hiệu mất cân bằng về giá. Anh em cũng khó có thể mua mới được. Chứng khoán thì team cũng đã nhắc anh em rất rất không phải nhiều mà rất rất nhiều rồi, rất rất nhiều cổ phiếu chứng khoán đã nói với anh em như là FTS nói với anh em khá là nhiều đúng không? Team thì vẫn đang nắm được 30% rồi, và phiên hôm cuối tuần vừa giờ cũng nhắc một hai phiên cuối tuần vừa giờ có nhắc với anh em về PSI và nhắc với anh em về VIG, hai cổ phiếu là đang có dấu hiệu chạy sau thì hiện tại đang vận động khá tích cực. Thì với nhóm chứng khoán thì em đánh giá nó chỉ còn có, nếu mà gọi là gần cái vùng mua nhất thì chỉ có mỗi hai con này thôi, là con VIG và con PSI này. Đã, nếu mà anh em canh cái nhịp điều chỉnh, ví dụ nó chỉnh về đây PSI là test lại đỉnh cũ này, là quanh quanh loanh quanh vùng 11.3, 11.4 gì đó thì em canh mua. Còn những cổ phiếu như FTS ấy, thì anh em phải đợi nó chỉnh sâu. FTS hay là HCM gì đó anh em phải đợi nó chỉnh sâu thôi. Đã, nó chỉnh phải đâu đó phải tầm gần hai cây trần thì chúng mới mua được. Loanh quanh ví dụ ở đây là tầm 37 gì đó. Đã, ít nhất phải 37, 37.5 thì anh em mới mua được. Bây giờ nó đang là 44 này. Khá là nhiều, khá là xa, cái này thì anh em phải quan sát thôi, phải đợi một nhịp chỉnh nó rõ ràng hơn. Đó. FPS HCM thì nó gần hơn một chút, HCM thì loanh quanh vùng 32, 31.5 đến 32 thì bây giờ đang 34, tức là tầm hai giá rưỡi, ba giá, tức là khoảng tầm 7 đến 10%. HCM thì nó gần hơn, còn FPS thì là khá là khó chỉnh ở trong ngắn hạn. Nếu có chỉnh thì nó phải có một cái áp lực rất là mạnh. Thì FTN nó vẫn đang là một cái cổ phiếu có thể nó là mạnh nhất của nhóm chứng khoán và team cũng đang nắm cái con này à, mua từ từ cái cây này luôn. Đấy, nhịp trước lại còn nói với anh em về cái chiến lược mua này, tí nữa sẽ chia sẻ lại. Thì bây giờ thì team đã áp dụng được khá thành công rồi nhá, rất nhiều cổ phiếu áp dụng khá thành công, ví dụ như FTS này.